Sự tiếp xúc của em đối với việc ca hát nó rất là tình cờ. Cả gia đình của em thì không ai theo nghệ thuật hết. Cả gia đình nhà em là một gia đình rất cơ bản, gia đình công chức. Và cái chuyên ngành lúc mà em học ở đại học nó cũng không liên quan gì đến âm nhạc cả. Đấy là mình học ngành gì ạ? Em học kinh tế, em học kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương. Dạ vâng. Và đấy là một chuyên ngành hoàn toàn khác. Nhưng mà nó giống như là nó có rất là nhiều những cái sự đưa đẩy bằng một cái luật hấp dẫn nào đấy. Khi mà em tham gia những cái câu lạc bộ về ca hát là tham gia trong trường đại học ạ. Trong trường đại học. Rồi khi mà em cũng giống như các bạn ở ngoài giờ học, những cái lúc rảnh rỗi thì em cũng lên mạng và em thấy rằng là các bạn cũng có rất là nhiều cách để mà thỏa mãn cái sự đam mê ca hát của mình theo nhiều cách khác nhau. Các bạn hát ở trên những cái web karaoke, hay là các bạn cover ở trên mạng, các bạn up lên trên social media, có rất nhiều cách như thế. Và nên em cũng là Dũng cũng đã bắt đầu từ những cái đấy. Dạ vâng, đúng rồi. Thật sự là em đã bắt đầu up những cái bản cover của mình lên trên mạng từ khá là lâu rồi, từ khi mà em còn đang học cấp 2 và cấp 3. Thì là lúc đấy nhà em cũng dùng một chiếc điện thoại để quay và mình hát trong một căn phòng. Và đến khi mà em thật sự là em trở thành một ca sĩ rồi thì em mới nhận ra rằng là hóa ra là mình cũng đã có những cái sự làm quen và những cái sự gọi là tập luyện từ những cái thời điểm từ trước đấy rất là lâu rồi. Nhưng hồi đấy khi mà mình quay xong này, mình tự quay ở trong phòng xong, mình có cho ai xem không? Mà mình có up lên nền tảng gọi là phổ biến nào không? Có chứ anh, em up lên YouTube. Em cũng cho mọi người xem, nhưng mà cũng không có nhiều người xem lắm. Lúc đấy cái view của mình có nhớ là bao nhiêu view không ạ? Cũng chắc cũng có khoảng vài ngàn được view. Vài ngàn view từ thời điểm đó thì tôi nghĩ là không hề ít đó chứ ạ. Em cũng không gọi là nhận thức được rõ ràng lắm cái việc rằng là hồi đấy là mình cấp 2. Dạ, khoảng cấp 2, cấp 3, lớp 9, lớp 10. Vậy thì khi nào là cái lúc mà mình tự nhận thức được là cái việc mà mình phải đứng lên, mình đứng ở phía trước mình hát và mình sẽ muốn để cho tất cả mọi người biết là mình có một cái giọng hát tuyệt vời như thế? Cái lần đầu tiên mà em biểu diễn ở trên sân khấu là lúc đấy là em học lớp 10. Là lúc đó em ở chương trình 20 tháng 11 của trường. Thì lúc đấy là thật sự là em cũng mọi người cũng biết là em thích hát và mọi người cũng biết là em cũng có cover nhạc ở trên mạng rồi. Nên là thầy cô và các bạn thì cũng đề xuất là em sẽ biểu diễn một bài. Và lúc đó thì vừa hay là em cũng đang tập một cái bài vừa hát vừa đàn guitar. Bài kỷ niệm trường xưa. Và lúc đó thì nó rất là hợp với cả cái chương trình 20 tháng 11 đấy. Em quyết định là em sẽ biểu diễn cái ca khúc đó. Nhưng mà nó rất là ngây ngô thôi, bởi vì là em không có bất cứ một cái ý thức về việc rằng là lên sân khấu thì nó sẽ áp lực như thế nào, ở dưới thì mọi người mong chờ như thế nào và cái cảm giác nó sẽ như thế nào. Em nghĩ rằng là đây là cái việc mà mình có thể làm được. Và mọi người cũng đã đề xuất và tin tưởng thì mình hoàn toàn có thể làm. Lúc đấy thì mọi người phản ứng như thế nào khi mà mình hát đứng trước tất cả gọi là toàn trường như thế? Thật sự là lúc đấy thì mọi người hò reo rất là lớn, mọi người vỗ tay rất là lớn. Và em khá là bất ngờ. Thật sự em khá là bất ngờ vì cái điều đấy. Em cũng không nghĩ là tức là mình được đón nhận đúng không? Yeah, em nghĩ là mình là một người bình thường. Và biểu diễn văn nghệ thì biểu diễn văn nghệ ở trường thì nó cũng là một việc khá là bình thường thôi ấy. Em cũng nghĩ rằng là mọi người sẽ đến và vui vẻ là chính, cho đến khi mà mọi người vỗ tay rất là lớn và mọi người hò reo. Thì lúc đấy em mới nhận ra là hóa ra là cái âm nhạc này nó có sức mạnh. Và mình cảm nhận được, mình cảm nhận được có một cái sự vui sướng ở trong lòng mình khi mà mình nhận được những cái tiếng vỗ tay như thế. Sau thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua Yên Concert của nam ca sĩ trẻ Hoàng Dũng tại Hà Nội đã đem đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc đầy xúc động và thăng hoa. Những ngày ta đôi mươi, những ngày ta rất vui. Hoàng Dũng cháy hết mình hơn 3 tiếng đồng hồ, dẫn dắt 6.000 khán giả đi tìm đáp án cho câu hỏi Yên là gì bằng âm nhạc. Gần 30 ca khúc được trình diễn với sự xuất hiện của 3 nghệ sĩ khách mời là Thu Phương, G-Ducky, Orange. Sân khấu đẹp mộc mạc, không hào nhoáng, phô trương, đúng với concept Yên của Hoàng Dũng.
nhưng vẫn đầy sự sáng tạo và lộng lẫy theo cách riêng. Yên Concert đem đến mọi cung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả, từ nhẹ nhàng trong trẻo cho đến sâu lắng, buồn bã và cả thanh thản, bình yên. Có phải là một người mà hướng ngoại không? Tại vì với cách nói chuyện và những cái gì mà tôi tìm hiểu về Dũng ngày xưa thì chắc là cũng hơi hướng nội một chút đúng không? Có đúng không? Đúng rồi, em là thuần hướng nội luôn. Thuần hướng nội. nhưng cuộc đời lại bắt phải hướng ngoại, là bắt phải ra ca hát, phải biểu diễn phía trước đúng không? Thì nó thay đổi mình như thế nào? Thật sự là cái công việc ca hát này nó làm cho em tự tin hơn và làm cho em là cho em thêm cơ hội để chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Tôi nghĩ là rất khó khăn để ngày hôm nay khi mà mọi người nhìn thấy một Hoàng Dũng mà có thể thoải mái chia sẻ như này thì đã phải trải qua một cái khoảng thời gian rất là dài mình tập luyện, mình phải làm quen đúng không? Dạ. Làm quen với ông Kình đúng không? Trước đấy ngày xưa cái cuộc sống của mình khi mà mình chưa biểu diễn, mình chưa phải là một ca sĩ nó như thế nào? Nó cũng bình thường giống như những bạn khác thôi. Kiểu như là em vẫn đi học, thật ra là ở trong lớp thì em cũng là một người khá là hòa đồng. Em cũng rất là thích chơi với các bạn. Nhưng mà bên cạnh đấy thì em nghĩ là em luôn luôn có một cái thế giới riêng cho bản thân mình. Và hầu hết cái khoảng thời gian khi mà em, hồi em còn nhỏ thì là hầu hết thời gian là em dành cho bản thân em dành cho một mình. Lúc đấy là một mình sẽ thường làm gì? Trong cái khoảng thời gian đấy, có thể tiết lộ một chút về cái khoảng thời gian ngày xưa khi mà mình ở một mình không? Nếu mà bắt đầu từ khoảng, em nhớ là lúc đấy khoảng cấp cuối cấp 1, đầu cấp 2. Thì lúc đấy là, bởi vì là em thì ở chung với các bà nội. Và mẹ em thì cũng đi công tác khá là nhiều. Anh trai em thì lúc đấy đang học đại học rồi. Mọi người là hầu là không ở nhà. Vì thế nên là em những cái khoảng thời gian ở nhà thì em sẽ tự chơi mình. Em có những cái thú vui, em có những cái sở thích riêng, giả dụ hầu hết là em lên mạng internet. Hồi đấy ở nhà em có một, bởi vì mẹ em làm giáo viên thế là em có một cái máy tính và em có mạng internet từ rất là sớm. Vì thế nên là em đọc truyện, rồi là em xem phim, em xem tất cả những thông tin lên trên mạng internet từ khi mà em còn khá là nhỏ. Thế nên là em cũng tự mày mò và học được một số cái sở thích, một số những cái người ta gọi là tài lẻ từ hồi còn khá là nhỏ. Em có chơi ngày hồi xưa thì em có chơi ảo thuật bài rồi kiểu magic đá, kiểu mùa các thứ, thì nó cũng là những hoạt động mà mình có thể tự chơi một mình được. Ngày xưa em có vẽ và em cũng có làm kiểu như là làm những cái hoạt động liên quan đến thủ công. Tức là hầu hết là những cái hoạt động mà em sẽ chỉ cần ngồi một chỗ. Em nghĩ nó cũng là một cái cách mà để mình đối diện với cả cái nội tâm của mình và giải quyết cho mình cái vấn đề khi mà mình không nói chuyện với ai thì mình sẽ giao tiếp như thế nào. Thì em chọn cách là giao tiếp với chính bản thân mình qua những cái hình thức đấy.